Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hồng Tiến một lần nữa cái ngồi cùng quý vị. Lần trước chúng tôi cùng với ông Đỗ Như Điện đã đưa đến một cái đề tài nội bộ của nước Mỹ. Tuy là không có thời gian nhiều cho nên chúng tôi hôm nay để trở lại với quý vị tiếp tục cái câu chuyện này về chính sách đối ngoại của ông Trump và đối ngoại về chính sách kinh tế của ông Trump như thế nào. Về cái lĩnh vực mà chúng tôi muốn đề cập hôm nay chúng tôi của quý vị là cái phát triển kinh tế và những cái chính sách của ông Trump như thế nào đối với nước Mỹ có hại hay có lợi không chú? Thì một Cảm lần ơn nữa, Tiết nêu ra cái vấn đề này, vấn đề rất là lớn nhưng mà tôi xin đi thẳng vào để chúng ta đỡ mất thì giờ đấy. Thì nói đến chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump thì thật sự ra khi mà ông Trump được bầu Tổng thống đó thì không ai nghĩ rằng ông này có một cái chính sách đối ngoại gọi là nó dứt khoát và rõ ràng. Dạ vâng. Bởi vì từ trước đến giờ ông có ông đâu có biết làm gì đâu mà có chưa có cái suy gì hết. Dạ, đó, ngay cái việc mà bốc một ông làm ngoại trưởng là cái nhân vật quan trọng nhất từ đúng, là Exxon, vâng. Yeah, Exxon Mobil. Yeah. Thế rồi cuối cùng rồi hai ông cũng không làm việc cũng ăn không ăn khớp với nhau được. Tại bây giờ là ông Pompeo thì chúng ta thấy rằng nó có những cái điểm này quan trọng. Bởi trong cái lời hứa khi tranh cử đó, thì ông thứ nhất là rút quân khỏi Trung Đông. Đúng. Cái thứ hai là giải quyết vấn đề NATO, dạ vâng. Tức là Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Tức là muốn cái tất cả những cái đồng minh là... Dạ. Dạ. Cái thứ ba là vấn đề Trung Cộng phát, vấn đề bành trướng của Trung Cộng tạo ảnh hưởng cho Á Châu và toàn thế giới. Dạ vâng. Ba cái vấn đề hết sức là quan trọng. Và cái đó nó dính tới cả hai mặt là mặt kinh tế, dạ vâng, và mặt quân sự. Dạ vâng. Đấy. Thế thì khi mà lên đó thì... Tiết nhớ là cái cuộc thăm viếng có lẽ là cái cuộc xuất ngoại đầu tiên của Tổng thống Donald Trump là đi đâu? Là qua Ả Rập Saudite, gặp 50 lãnh tụ của các khối Ả Rập. Của Saudite, yeah. Và ông đọc một cái bài diễn văn rất là minh bạch, rõ ràng là bạn ra bạn, thù ra thù. Và được đón tiếp rất là tốt, yeah, đồng hậu. Thì trong vấn đề Trung Đông đó, chúng ta thấy ông ấy rút... Nhưng mà khi mà ông đưa ra vấn đề rút đó thì là ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis phản đối nhá ông. Dạ đúng. Cái vấn đề Syria nhá. Yeah, vâng. Nhưng mà khi mà ông Tập Cận Bình tới họp với ông Trump ở Florida thì trong khi đang họp như vậy thì ông Trump dội bom. Dội bom vô. Thì đó là những cái động thái. Yeah. Cái thứ hai là giải quyết vấn đề NATO. Vấn đề NATO là thế nào? Minh ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập sau chiến đệ nhị thế chiến để đối đầu với cái lực lượng Warsaw, tức là cái minh ước của Nga Xô. Cộng sản, yeah, do Nga Xô lãnh đạo, khối cộng sản do Nga Xô lãnh đạo. Thì Minh ước Bắc Đại Tây Dương mục đích là bảo vệ an ninh cho Âu Châu. Dạ vâng. Mà bảo vệ an ninh cho Âu Châu đó thì chúng ta biết trong quá trình suốt mấy chục năm qua là 70% chi phí là do Mỹ, tài trợ. Thế thì ông Trump bảo, ủa, các anh hai mươi mấy nước Âu Châu giàu có cả, đúng rồi, đầu người, lợi tức đầu người cao hơn nước Mỹ. Yeah. Mà tại sao mà nước Mỹ chúng tôi phải đóng tiền vậy? Bây giờ các anh phải chia sẻ pháp cái đó. Rồi này kia nằm trong đó, dạ vâng. Thành ra ông bảo bây giờ nếu mà các ông không chịu đóng góp thì tôi rút, tôi bỏ. Nhưng mà ông ấy làm như vậy thì bây giờ đó, có lẽ chỉ có nước Đức là chưa đóng đủ 2%. Yeah. Còn các nước kia hầu hết bây giờ này lấy dạ. Thì nói ra nói một cái điểm hơi sâu xa chút xíu, đó là trong cái khế ước đó là tất cả các đồng minh đều phải chi ra 2-3% của không của... có 3% đâu, chỉ có nước Mỹ là đồng ý 3%. Dạ, nhưng mà tất cả các đồng minh khác đều phải 2%. Dạ, 2% nhưng mà tất cả các nước đó từ hồi tới bây giờ chưa có bao giờ đạt được cái 2% cả, 2% của cái khế ước của mình. Dạ, cho nên ông Trump 2% cái tổng sản lượng quốc gia, vậy cho vào vấn đề đó thì rõ ràng là Mỹ là đổ quân này, đem quân rồi đem vũ khí rồi bảo vệ an ninh cho các, tức là ông Trump ông chỉ muốn là tất cả các đồng minh công bình và bỏ vào cái công đúng bình. Vào cái số lượng mà họ đã đó đó là cái vấn đề ở Âu Châu, Trung Đông và Âu Châu. Bây giờ qua cái mặt phía đông nó mới quan trọng, bởi phía đông là có đồng minh là Nhật Bản nhé, rồi Nam Hàn nhé, bởi vì Nam Mỹ là có 28.000 quân đóng tại Nam Hàn nhé. Rồi cái nguy hiểm nhất là cái sự trỗi dậy của Trung Cộng, bởi vì cái tham vọng của Trung Cộng nó đang ảnh hưởng cho không phải là Á Châu mà cả Phi Châu và Nam Mỹ. Đúng. Đấy. Yeah. Và vì vậy ông Trump ông bảo nếu mà để Trung Cộng như vậy đó thì chẳng những nó làm thay đổi toàn bộ cái
cái gọi là cái balance, bản đồ trên thế giới này, nên và Trung Cộng đang có những vấn đề thiệt hại của nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ là cái người mà mở cửa cho Trung Cộng, giúp đỡ Trung Cộng trong 40 năm qua, và nước Mỹ là cái nguồn làm giàu cho người Trung Cộng. Bây giờ Trung Cộng quá giàu rồi, Trung Cộng quay trở lại, Trung Cộng quấn Mỹ. Thì cái đó đâu chịu được. Thành ra chúng tôi bỏ ra hàng tỷ bạc để chúng tôi nghiên cứu các cái sáng kiến, bây giờ anh xài free. Đâu được. Thành ra trong cái vấn đề đối ngoại nó có vấn đề kinh tế. Ngoài vấn đề quân sự, ngoài vấn đề an ninh có vấn đề kinh tế. Vì vậy ông Trump ông đặt vấn đề là bây giờ đầu tiên anh giải quyết cái vấn đề thâm thủng mậu dịch cái đã. Vấn đề thứ hai kỹ thuật. Vấn đề giải quyết cái vấn đề ăn cắp kỹ thuật. Vấn đề thứ ba là những cái ảnh hưởng toàn cầu, thí dụ như vấn đề Biển Đông. Anh xây đảo nhân tạo ở Biển Đông chẳng hạn, cái đó là anh vi phạm luật, tôi chưa đụng tới. Nếu mà như vậy đó, thì nếu mà chú thấy như vậy, chính sách của ổng mà đi vòng như vậy, những cái gì mà ổng đưa ra, thì chú thấy ổng cũng là một cái gọi là chính trị gia, nhìn cũng đâu đến nỗi tệ đúng không? Thì mình chúng... một cái người mà gọi là mình như nói không chưa bao giờ vào chính trường hết. Cái vị gọi là chưa không? Chưa bao giờ. Nhưng mà mình phải thấy như thế này này, khi ông lên làm tổng thống đó thì không ai tin là ông có thể làm được những việc đó. Dạ vâng. Nhưng mà khi ông làm, thí dụ bây giờ kinh tế Mỹ tức là từ thấp mà bây giờ này nó lên cao, nó lên đúng không? Như vậy và cái thất nghiệp bây giờ, tôi đi khắp nơi tuần vừa rồi, tôi đi ở trên Seattle, trời ơi, không nhân bây giờ công ăn việc làm không có đủ người, đúng và lương rất cao, đúng và rất là ổn định, nhưng mà tìm không ra nhân tài để tài, mà đáp lại cái nhu cầu trong của khi mình, cái thất nạn thất nghiệp, bởi vì ông Trump đưa ra cái chính sách tôi nghĩ rằng rất là đúng, là làm sao để cho người ta đi làm, người ta có công ăn việc làm, và người ta có công ăn việc làm thì cái đời sống ổn định, thì cái những vấn đề về an sinh xã hội, vấn đề khác nó được ổn định. Do đó mà tôi thấy rằng vấn đề kinh tế ông rất là thành công, không có thể phủ nhận được cái chuyện thành công về kinh tế. Thì mình coi cái điểm của chứng khoán đó, tức là Dow Jones hay là Nasdaq, nó rất là vững, từ 18.000 bây giờ lên là 26.000. Thành ra bây giờ cái chuyện mà lớn nhất mà người ta quan tâm đó là cái thương chiến giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, đúng không? Thì cái vấn đề điểm nó không phải đó, cái điểm là cái vấn đề chính trị. Tức là anh sử dụng thâm thủng mậu dịch thì không nói chi, mà thâm thủng mậu dịch thì tôi nói một cái điểm này mà tôi không đồng ý với nhiều những cái cơ quan truyền thông mà nói rằng nếu mà Tổng thống Trump tiếp tục đánh thuế hàng của Trung Cộng thì người dân Mỹ phải trả thêm một năm trả là cao hơn, phải 700 đồng gì đó. Vâng. Tôi bảo trời đất ơi, dân Mỹ bây giờ đi mua hàng rẻ của Trung Cộng rồi cầm lên là bây giờ hàng của Trung Cộng đắt, phải trả thêm, có khờ không? Tại sao không mua hàng của Mỹ? Hàng của Mỹ tốt hơn 10 lần, tại sao không mua? Thì cái tariff thì nó tức là đánh thuế vào thì ai cũng nói như vậy đúng không? Nếu mà mình nâng cái thuế lên thì cái hàng nhập vào thì mình phải trả cao hơn. Nhưng mà nếu mà chú thấy như vậy á, nếu mà mình thực sự mà tiếp tục cái con đường đó hoặc là mình tiếp tục đánh vào thì cũng đúng, người ta cũng nói là mình thí dụ mua một cái viết một đồng bây giờ này lên đồng rưỡi thì chú thấy sao, cũng là cái inflation nó sẽ bị đúng, cao nhưng, lên đúng nhưng không? Mà bây giờ đó, tại sao mình không support cái sản phẩm của Mỹ, tại sao mình không mua đồ của Mỹ, tại sao mình không biết rằng đây là dân Mỹ, người bên Trung Cộng đó, bởi vì cái từ khi mà cái WTO, mà WTO là do Mỹ khởi xướng nhá, và Mỹ đưa Trung Cộng vào năm 2000 nhá, rồi từ đó bây giờ Trung Cộng vi phạm đầy dẫy những cái thương ước ở trong đó mà không có làm gì cả, thì bây giờ Mỹ họ phải giải quyết thì, và ông Trump sẽ giải quyết thì cái vấn đề của Trung Cộng á, kinh tế Trung Cộng á, thì tất cả các tổng thống đi trước ai cũng có những cái lời bàn là phải làm sao để triệt hạ cái vấn đề gọi là imbalance, trade imbalance đúng không? Tức là mình thâm thủng, mình thiếu, nhưng mà chưa có một người nào đứng ra thực sự mà giải quyết cái vấn đề đó. Không, ông không ra, đúng rồi, cái nói cái đó thì đúng, nhưng mà cái khía cạnh này mới quan trọng này. Các đời tổng thống trước ấy, từ thời ông Nixon rồi sau đó thì nghĩ rằng là nếu làm cho giúp cho nước tàu phồn thịnh, người dân khá giả thì cái tinh thần dân chủ nó sẽ lên. Sau 40 năm không có không chuyện gì xảy ra. Bây giờ Trung Cộng còn độc tài hơn ai hết, còn khép chặt, còn gọi là bảo vệ, bảo hộ mậu dịch chặt chẽ hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
và bao nhiêu những hàng hóa và Trung Cộng ngăn chặn Mỹ cũng như Âu Châu không đưa vào được. Thành ra nhiều người nói rằng là ông Trump là bảo vệ bảo hộ mậu dịch không đúng. Nếu mà coi cái tariff là một và cái danh sách giữa Trung Cộng và các quốc gia Tây Âu cũng như Hoa Kỳ thì Trung Cộng mới là cái người bảo hộ mậu dịch nghiêm ngặt hơn hết. Thế thì ông Trump ông bảo rằng bây giờ chúng tôi, ông nhân kỹ thuật của chúng tôi sản xuất bên ông, nhiên liệu rẻ, nhân công rẻ, bây giờ ông bán qua và thâm thủng mậu dịch mỗi một năm chúng tôi hết hơn 500 tỷ. Dạ, thì bây giờ ông phải mua hàng của chúng tôi đó, thì dân chúng tôi tiếp tục mua, còn nếu không đó, thì chúng tôi phải đánh thuế. Dạ, đó, thì nếu mà thiếu mà mình tiếp tục cái con đường dài này, thí dụ mà bây giờ này cái chính sách của ông Trump, thí dụ trong 6 tháng tới ông tiếp tục nâng cái thuế vào trong những cái mặt hàng của Trung Cộng, thì đối với chú bây giờ này ông đã đánh thuế trên 200 tỷ thôi, gần phân nửa đúng không, bây giờ mình còn lại còn 300 tỷ nữa. Thì nếu mà thật sự mà ông đánh toàn diện luôn thì chú nghĩ cái kinh tế của nước Mỹ và kinh tế của Trung Cộng nước Mỹ không thay đổi gì. Dạ vâng. Kinh tế nước Mỹ sẽ tiếp tục phồn thịnh và không thay đổi gì. Dạ vâng. Nhưng mà kinh tế bên Trung Quốc sẽ có vấn đề lớn. Cái ảnh hưởng ở nước Mỹ là ảnh hưởng những nhà nhập cảng. Dạ, nếu họ muốn ăn lời ít thì họ phải cắt bớt giá để họ ăn lời ít. Dạ, còn bên Trung Cộng không sản xuất ra được mới là cái vấn đề nguy hiểm. Bởi vì họ nhờ vào hàng bán ra nước ngoài. Dạ, mà nếu bây giờ không sản xuất được thì thất nghiệp nâng cao, bất ổn xã hội sẽ ở bên Trung Cộng. Do đó để mà coi nếu mà Trung Cộng tiếp tục gọi là căng với ông Trump đó, mà ông tiếp tục đánh thuế thì Trung Cộng sẽ lãnh đủ, bởi vì bây giờ nước Mỹ nhập cảng của có khoảng 150 tỷ thôi. Dạ, trong khi nước Mỹ bán qua đó có 150 tỷ, bây giờ nhập cảng là mấy trăm tỷ. Dạ, hơn 500 tỷ. Thì cái chuyện đó là nếu mà nước Mỹ đó có nhiều cái tiêu dùng trong nước Mỹ, người dân Mỹ cũng như người ta tiêu dùng hơn hết. Dạ, bây giờ người Trung Cộng không chỉ xuất cảng mà không chịu xài của dân của trong nước của mình thì tự nhiên là trong nước phải chết thôi. Dạ. Nhưng mà có một cái điều này nữa, nếu mà mình nhìn á, thì nếu mà thực sự mà Trung Cộng và Mỹ đối đầu với nhau trong cái vấn đề thương trường này, và những cái mặt hàng mà thí dụ mình nói mình nhập vào nó cao hơn, thì những cái nhà giống như corporation đó, những cái công ty nó đưa ra những cái nước khác để mà xuất cảng những cái vấn đề đó thì có thể chết. Trung Cộng nó còn dạ. Thì ngay bây giờ đó, thì cái và vấn đề những ngày gần đây nhất đó, là Việt Nam là cái nơi trung chuyển, bởi vì một số hãng xưởng của Trung Cộng đã đưa qua Việt Nam sẵn. Dạ vâng. Thứ hai, bây giờ hàng nó làm ở bên Trung Cộng nhưng mà nó đóng nhãn sẵn của Việt Nam, nó đưa qua Việt Nam rồi chuyển qua. Nhưng mà các nước Tây Âu cũng như Mỹ họ phải theo dõi vì họ chặn cái đó. Dạ vâng. Và như vậy Việt Nam đó, cách đây hơn tuần ở bên Bộ Thương mại Việt Nam đã nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn cái chuyện đó. Nhưng mà bởi vì Việt Nam là một nước tham nhũng. Dạ vâng. Cái chuyện đó là cái chuyện có lợi cho họ. Dạ vâng. Họ sẽ tìm cách như vậy. Nhưng mà bề lâu bề dài đó, Việt Nam cũng không sống nổi. Thế thì bây giờ đặc biệt, thí dụ Samsung chẳng hạn, tuần này là cái tuần mà những cái hãng sản xuất ráp nối ở bên Trung Cộng là họ dứt điểm, dọn hết ra rồi. Dạ vâng. Đó, họ dứt đi nước khác và họ sẽ đưa qua các nước khác. Thì như vậy Trung Cộng sẽ chết chứ. Dạ vâng. Thành ra bảo đảm là cái cuối tháng nhưng 6 mà, này. Nhưng mà nếu mà Trung Cộng, thì những cái lời nói mà phát ngôn viên của bên chính quyền Trung Cộng nói là họ sẽ kiên trì cái vấn đề này và họ có họ đấy phải có nói vậy thôi. Dạ vâng. Bây giờ họ kích động cái lòng yêu nước, cái sự tự hào về dân tộc. Dạ vâng. Và họ phải kích động đây là cái chuyện mà chúng ta phải bảo đảm không để cho nước Mỹ bắt nạt. Dạ vâng. Và vì vậy chúng ta phải cố gắng và nhất định là cái nào được cách nào đi nữa với hơn 1 tỷ tư dân. Yeah. Chúng ta không chỉ để cho nước Mỹ ăn hiếp như vậy được. Yeah, vâng. Đó là cái tuyên truyền để mà pump up cái lòng yêu nước. Thì mình nói một cái người và nói như một người giống như mình là cũng không có phải là thân thiện gì với Trung Cộng, thì nhiều khi cái cách nhìn của mình nó hơi bias, nhưng mà thực sự nếu mà nhìn chung quy mà khách quan mà nhìn á, thì chú nghĩ là Trung Cộng sẽ mệt nếu mà tiếp tục cái con đường rất mệt, rất mệt. Tôi chỉ nói một chuyện thôi. Khi mà ông Trump ông ấy cản cái công ty Huawei đó, thì bây giờ họ rúng động. Dạ vâng. Bởi vì cái đó là cái hàng đầu
và cái mũi nhọn của kinh tế Trung Cộng. Và chỉ mới nhấp nháy như vậy thôi. Hôm cái ông sáng lập ra đó, không phải CEO, cái founder. Ông mà founder đó, ông nói là ông đã thiệt mất 30 tỷ Mỹ Kim. Dữ vậy á. Thiệt mất 30. Bởi vì bây giờ cái ruột của nó ở trong ấy là là 70% là Mỹ. Là đồ, tức là nó ráp nhưng mà lấy đồ xuất khẩu. Mà bây giờ Mỹ không cung cấp nữa thì các nước khác bây giờ nó xài cái bên Trung Cộng. Anh phải mất chưa biết bao nhiêu năm để anh có thể tự làm được những cái chuyện đó. Mà trong thời gian bao nhiêu năm đó thì anh làm cái gì? Đúng rồi. Đấy, thành nó ảnh hưởng mà. Nhưng mà phone thì nó đi rất là lẹ, trong vòng 2 năm là nó vượt. Bởi vì nó vượt cái Huawei chẳng hạn ở bên Âu Châu không á, một trăm mấy chục nước trên thế giới và riêng ở Âu Châu không đó, cái số nhân viên của Huawei không đó là 170 mấy ngàn nhân công. Thì nếu những cái linh kiện cũng như là những cái software, những cái của Mỹ không cung cấp nữa thì bây giờ họ chưa có cái thay vào. Và nếu họ thay vào được á, thì cũng những cái nước khác muốn sử dụng cũng không được. Trong khi bây giờ nói rằng cái G5 là cái đi trước, nhưng mà Tiết biết rằng là cách đây thời gian ngắn, tức là mấy tuần vừa rồi, Mỹ đã đưa vệ tinh viễn thông lên không gian. Và cái đó nó còn đi một bước xa hơn cái G5 nữa. Thì có nghĩa là Mỹ, về cái khoa học kỹ thuật của Mỹ thì bây giờ này là vẫn không có sau của Trung Cộng, đúng không? Không thấy, có sau, chẳng hạn sau thế nào được. Thì có nghĩa là mình, nếu mà mình nhìn nhận như vậy, còn như even Huawei cũng vậy, những cái software mà run trên cái phone cũng là của Android, đúng không? Nó không có phải là riêng của thì đó là cái tình trạng thương chiến. Thế thì giữa cái này nó ảnh hưởng tới khá nhiều các quốc gia, đặc biệt là ví dụ như nước ở Việt Nam. Nhưng mà theo tôi đó thì Trung Cộng phải nhượng bộ. Và cái chúng ta theo quan sát, chúng ta nghĩ rằng ông Trump là cái người mà cứng rắn hay là không có chính sách, không, tôi thấy ông rất mềm mỏng. Ông rất thoải mái, mềm mỏng. Thí dụ ông giải quyết cái vụ Bắc Hàn thì ít nhất cho đến bây giờ Bắc Hàn, tức là chịu ngồi xuống nói chuyện với ông Bắc Hàn. Thì người ta bảo là tại sao ông là tổng thống Mỹ mà ông lại ngồi ngang hàng với cái anh khỉ gió đó. Thế nhưng mà ông ngồi, và ông ngồi lần thứ hai, và ông bảo bây giờ tôi sẵn sàng nói chuyện lần thứ ba. Tức là ông theo đuổi một cái gì ông theo tới cùng. Thành ra cái vụ Trung Cộng này tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình sẽ phải nhượng bộ. Nhượng bộ cách nào đó, và cuối cùng thì ông vẫn, cái điều ông vẫn đem về cái lợi nhuận cho nước Mỹ. Do đó cái kết luận là gì? Tôi thấy ông này đó, dù sao đi, ông là cái người mà yêu nước. Thật sự yêu nước. Mà giữ lời hứa. Giữ lời hứa. Tức là khi ông nói là ông sẽ... Chứ còn ông là một nhà tỷ phú nha. Bà vợ thứ nhất cũng đẹp nha, bà vợ thứ hai cũng đẹp, bà vợ thứ ba còn đẹp hơn nữa. Thế thì ông sung sướng quá, ông ra làm gì cho chịu thiên hạ chửi bới. Nhưng một cái quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị như thế này này. Chưa một tổng thống nào dám gây sự với media. Nhưng mà ông Trump là người là gây sự nhiều nhất. Ông Trump chẳng những gây sự mà làm cho các media khốn đốn. Dạ vâng. Khi mà ông ra tranh cử, ông không trả tiền cho media, mà tự nhiên media thổi đi ông lên. Ông, dạ vâng. Bây giờ đó, trước đây lúc đầu nó chỉ có chừng 3 triệu người theo cái tweet. Bây giờ biết bao nhiêu người không? Hơn 60 triệu người đón chờ cái tweet. Thế thì cái ông ấy tweet ra như vậy rồi, nó biết hết rồi. Thế thì mấy cơ quan truyền thông báo chí là lại lấy gì từ đó để mà phân tích, để đúng, mà đúng. Thì thưa quý vị đó, ông Điện nói rất là đúng. Khi mà ông tổng thống Obama lên đó, chúng ta nghĩ là ông Obama là người trẻ, dùng social media rất là nhiều. Nhưng mà ông Trump thực ra là cái người mà dùng social media rất là phát tiếp nhất, đúng không? Đúng. Thì mình nói thứ hai nữa đó là khi mình nói bây giờ này, một cái người secretary, press secretary mà trong vòng chưa có bao giờ mà một tổng thống nào mà có press secretary mà không có bao giờ nói chuyện với lại media, đúng không? Tức là stop luôn cái daily briefing, tức là trong gần 3 tháng nay là không có nói chuyện với lại media mà để cho ông tổng thống làm những cái công việc mà chỉ là ngồi đánh trên phone. 3 giờ sáng thức dậy. Thế thì đó, media cay cú lắm. Mà ông nói thẳng, quấn thẳng cái là fake news. Thế nhưng mà bây giờ dân Mỹ người ta đón cái đó. Nếu mà như vậy thì
nếu mà chú thấy như vậy là nó có hại hay có lợi, tại vì mình khai chiến những người media truyền thông giống như mình cũng là một cái không điều nếu mà media đó. Nhưng mà nói thật ra đó, media ngay từ đầu đó, khi mà ông ra tranh cử cho đến từ khi ông đắc cử đó, thì media đã tỏ ra một cái không có cái sự thân thiện và quá đáng. Quá đáng, tức là những cái bình phẩm và những cái, thí dụ như cái đài CNN đó, là người ta bỏ ra đến 92% là nói xấu cái với ông. Nội dung là negative, những cái nhiều chương trình negative quá. Và khi người, vì vậy mà cái số khách nó xuống, cái số người view nó xuống, nó xuống. Thì như vậy chứng tỏ rằng là không phải là ông Trump không, mà khán thính giả người ta đánh giá chứ. Người ta cũng biết rằng, bởi vì dân Mỹ họ cũng khôn, họ cũng có nhiều cái nguồn. Và họ thấy rằng ờ, bây giờ muốn biết chính sách của ông Tổng thống đi như thế nào á, thì cứ chờ cái tweet của ông thì biết thôi. Đâu cần phải đọc về đề hài chị đó. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi hôm nay là đã bàn rất nhiều chuyện về nước Mỹ, đặc biệt là chung quanh ông Tổng thống của mình là ông Trump. Một người tổng thống gọi là có rất nhiều chuyện để mình bàn. Dị kỳ. Từ một câu nói, từ một câu viết của ổng mà để làm cho những cái người như chúng tôi làm trong truyền thông mà phải chạy theo, mà chạy theo đuổi và mình nhiều khi mình thấy ổng. Nhưng mà những ngày tháng tới sẽ rất hấp dẫn tới đây. Dạ vâng. Là vì đó ông đang phát động sắp sửa tái tranh cử. Tái tranh cử. Cái thời gian tới sẽ rất là vui, rất là hấp dẫn. Chưa biết nó sẽ đi tới đâu, ai sẽ thắng cử chưa biết. Nhưng mà ít nhất là người dân Mỹ sẽ được chứng kiến những cái chuyện rất là vui. Dạ vâng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.